Việt Nam Phở Festival 2023 sẽ diễn ra ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2023 tại công viên Yoyogi, Tokyo, Nhật Bản. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong nỗ lực đưa hương vị Việt đi xa hơn trên thế giới, đồng thời thúc đẩy tăng giá trị của hạt gạo và các sản phẩm chế biến từ gạo. Hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nhật thành phố Hồ Chí Minh, được những người bạn Nhật Bản như ngài Aoyagi Yoichiro, hạ nghị sĩ, trưởng ban tổ chức lễ hội Việt Nam Nhật Bản và báo Mainichi hết sức ủng hộ. Các thương hiệu bà bán phở Hai Thiền, phở Dậu, hoa hồi vàng Australia, phở Hotel Majestic Sài Gòn, phở Phú Gia, phở Sâm Ngọc Linh, phở Sen Sasco, phở Thình Bờ Hồ, phở VGCC sẽ tham dự Việt Nam Phở Festival năm nay. Đồng hành với chương trình có đương kim Hoa hậu Liên Lục Địa Miss Intercontinental Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn Hamlet Trường.